Báo cáo chính thức từ Thông tấn xã Cuba cho biết, tăng trưởng GDP nước này trong năm nay đạt mức 4%, trong bối cảnh Cuba đang nỗ lực cải cách, tái cơ cấu để vượt qua những khó khăn của kinh tế toàn cầu, trong đó thì có hiện tượng giá nguyên liệu giảm. Tăng trưởng này là đúng với mục tiêu đã đặt ra cách đây một năm, phần lớn nhờ vào những cải thiện ở lĩnh vực sản xuất so với năm ngoái. Báo cáo không đề cập đến sự ấm lên trong quan hệ với Mỹ, thay vào đó là nhấn mạnh rằng kinh tế đang tăng trưởng bất chấp các biện pháp trừng phạt vẫn tiếp tục được áp dụng. Tuy nhiên, Chủ tịch Cuba Raúl Castro cho rằng Cuba cần phát triển quan hệ thương mại và đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu. Khi chúng ta có, dù chỉ là một vấn đề nhỏ, thì chúng ta cũng phải đối mặt với nó. Tất cả cần được thảo luận chứ không phải được phép cho qua. Chúng ta phải phát triển quan hệ với mọi người, giao thương với mọi người, không phụ thuộc vào một loại sản phẩm duy nhất, dù cho là mía đường hay thứ gì khác. Chúng ta phải đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu. Mặc dù đã đi theo nền kinh tế thị trường từ 5 năm trước, nhưng tăng trưởng kinh tế Cuba chỉ đạt mức trung bình 1% một năm, mức 2,3% một năm trong giai đoạn từ 2011 đến 2014. Chính phủ cho biết từng đạt tốc độ tăng trưởng 7% một năm. Mỹ vẫn duy trì lệnh cấm vận đối với Cuba, mặc dù Tổng thống Barack Obama đã thay đổi nhiều chính sách để tiến đến bình thường hóa quan hệ từ một năm trước. Báo cáo của chính phủ không nêu rõ lĩnh vực nào được hưởng lợi từ việc cải thiện quan hệ với Mỹ. Cách đây 4 ngày, hãng Moody đã nâng mức nhận định đối với kinh tế Cuba từ mức ổn định lên mức tích cực, đồng thời cho rằng việc Cuba ít phụ thuộc hơn vào Venezuela và tiến gần hơn về phía Mỹ là một động thái tích cực.